gì đấy. Trông kinh dị nha. Chơi gì là tôi biết nó kinh dị nha. Rồi. Bật dậy, ý thằng này sẽ bật dậy này. Ôi. Mày nhìn nó, tôi chạy ra ngoài đấy. Sao nhỉ, trông kín này. Kinh chết được. Thế thằng nó bật dậy này. Sợ sợ. Ôi. Anh biết ngay đấy. Mà không ra được đi. Kinh đấy. Anh bị người à. Hoảng loạn. Sợ. Ôi. 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 Thằng một đôi nữa này. Ôi. Nhìn. Nó đang tò mò nhỉ. Sao tò mò thế. Không sợ. Ôi, cứ buồn cười thằng tóc dài đấy. Ừ, nhưng mà kinh nhất là mình cũng hoảng loạn mà kiểu không thoát ra được đi. Thế ở ở với cái thằng kiểu xác chết bật dậy, kinh mà. Ôi, nghe cái điệu nó hét ấy. Ừ, sợ rơi, thật ý, sợ thật ý. Rơi cái đàn ông ra ngoài luôn đấy. Rơi cái đàn ông ra ngoài. Có thế mà không đi ra luôn. Ừ. Sợ chết được. Mình nhá. À, che mặt, phải che mặt mày. Rớt cả đàn ông rồi. Sợ sợ. Trèo vào lên đâu luôn. Đây là cái thằng thằng người yêu nhá. Thằng yêu. Thằng yêu thế hèn đi. Nhưng mà tò mò nhỉ đấy. Ừ, tò mò không nhận đi. Đi còn nhìn. Rơi ngã. Ngã sợ chạy tiếp.